Hello, xin chào nhé. Hôm nay chúng ta bắt đầu game Plan Zombie. Ok. Hôm nay đây là game đầu tiên trong chương trình 8 game của chúng ta bốc cáp. Ok. Bắt đầu đi nào. Welcome back. Plan Chuchu. Rồi, nó game đang mất một tí các bạn nhé. Ok, nhanh mà các bạn. Thể loại game này rất là thịnh hành nha các bạn, chơi cũng khá là hay, dùng cả đầu óc của dùng cả trí tuệ hay đầu óc gì đấy thì mới có thể dễ thắng được. Rồi chúng ta bắt đầu nó xong rồi. Rồi chạy vào rồi. Vừa này. Ok, tôi sẽ vào phần arena. Ok các bạn, vào arena. Tôi chơi đấu trường arena này thích rất là khá. Rồi. Ok. Phần này. Khép vào đây. Khép vào đây. Ok, yêu bên này. Chúng ta đấu với Banna à. Wow. Okay.
chi. Ok. Bia mèn. Bia yếu nha. Cho con này đầu tiên này. Cho con này ở đây. Thì với con này để cho đấy. Ok. Mắt đây. Sẽ vừa hơi cao. 2 1 1. Tuyệt vời. Đó là G. Wow. Ok, robot này đây. Một con robot tạo ngọc. Tạo ra ngọc. Chúng ta có thể sản xuất. Chẳng chúng ta đang đi, chưa có gì ở đây à? Wow, sướng nha. Hành ra đây. Đã con đã. 1 2.
4 con. 5 này. Con này đâu? Máy bay à? Chắc... Để đây. Ok. Ok, chúng ta sang cái tiếp theo nhé. Graphing code. Wow, cái mập cả, wow, phèo cả mập cả. Thank you.
Ui giời. Ui. Ok, sang cái tiếp theo. Epic. Thằng này. Đó. Chưa ta bay nổ ao đẹp ơi. Ok. Ok, chúng ta sẽ gặp tiếp theo. Setting Tom Cruise. Wow. Liên tục vậy. Vậy sao kịp chưa? Wow. Ok, sẽ gặp theo Chicken 4. Yeah.
Ok, chúng ta sang game tiếp theo các bạn ơi. Game Him Cream Chu. Wow, ok, chương trình ta kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.